anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta cùng nhau suy niệm lời Chúa, Chúa Nhật thứ hai mươi thường niên năm A. Giờ đây xin mời anh chị em đứng, chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyro và Sidon thì liền có một bà quê ở canaan từ xưa ấy đến mà kêu cùng người rằng lạy ngài là con vua david xin thương xót tôi con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm nhưng người không đáp lại một lời nào các môn đệ đến gần người mà xin rằng xin thầy thương đệ bà ấy về vì bà cứ theo chúng ta mà kêu mãi người trả lời Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel. Nhưng bà kia đến lại người mà nói, Lạy Ngài xin cứu giúp tôi. Người đáp, không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó. Bà ấy đáp lại, vâng, lạy Ngài. Vì chó con cũng được ăn những mạnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống. Bây giờ Chúa Giêsu trả lời cùng bà ấy rằng: Này bà, bà có lòng mạnh tin, bà muốn sao thì được vậy. Và ngay lúc đó con gái bà đã được lành. Xin mời anh chị em ngồi, chúng ta cùng suy niệm. Anh chị em thân mến, Chúng ta vừa lắng nghe được cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và bà miền quê xứ Cana. Mẫu đối thoại đó đưa chúng ta đến một cuộc gặp gỡ giữa đức tin và tình yêu. Vâng, thưa anh chị em. Trước tiên là tình yêu của người mẹ đối với đứa con gái chỉ một mẫu đối thoại ngắn ngủi giữa bà và Chúa Giêsu, người ta đọc được một chữ yêu to tướng trong trái tim của bà dành cho đứa con gái tật nguyền. Nhà văn Agatha Christie đã trình bày. Tình yêu của mẹ dành cho con chẳng giống thứ gì ở trên thế giới này cả. Nó không có một quy tắc, không có thương hại, nó vượt qua và nghiền nát tất cả mọi thứ chắn lại trên đường đi của nó. Quả thật, người đàn bà xứ Canaan đã nghiền nát sự tự ái, đạp đổ cái tôi, vượt thắng sự e ngại để cuối cùng bà đã mang lại niềm vui cho đứa con gái yêu quý của bà. Nó được chữa lành khỏi bị quỷ ám. Anh chị em, phải chăng tình mẫu từ của người đàn bà xứ Canan đã khuất phục được Đức Kitô để Ngài rộng tay chữa lành cho đứa con của bà? Thưa không, thưa không phải thế anh chị em. Nhưng tình mẫu từ là con đường dẫn đến gặp được Chúa với một điều xác tín rằng chỉ có Chúa mới có thể chữa lành được đứa con gái của mình và chính niềm xác tín này đã hình thành nơi bà một đức tin và đây là điểm cốt lõi để chúa thực hiện điều bà xin anh chị em thân mến đối với người kỳ tô hữu chúng ta đức tin là một ân ban của chúa để nhờ đó chúng ta có một con đường để đến gặp được chúa bởi nói như Đức Phan Cô trong thông điệp Ánh Sáng Đức Tin. Đức tin không chỉ đơn thuần là ngắm nhìn Chúa Giêsu, nhưng nhìn mọi sự theo quan điểm của Chúa Giêsu với đôi mắt của người. Đó là một sự tham gia vào cách nhìn của người. Chúng ta tin vào Chúa Giêsu khi chúng ta đích thân đón người vào cuộc đời và cuộc hành trình của chúng ta về phía người gắn bó với người trong tình yêu và bước theo người trên đường đời quả thật anh chị em tin chính là một cuộc gặp gỡ với đấng yêu thương không thể so sánh với bất cứ một cuộc gặp gỡ nào trong trần thế này gặp gỡ một đấng thật gần gũi với tôi trong cuộc sống Đấng đó không chỉ chia sẻ cuộc sống này với tôi nhưng còn mang lại cho tôi một cuộc sống mới mang tính vĩnh hằng để qua cuộc gặp gỡ này tôi hoán cải và tín thác vào tình yêu của đấng mà tôi gặp gỡ đức bê nê đích tô thứ 16 khi còn là một giáo sư thần học đã nói tin là một cuộc gặp gỡ với con người giê -xu và qua cuộc gặp gỡ đó mà nhận ra rằng ý nghĩa của thế giới là một con người một ngôi vị sống động cuộc gặp gỡ này được gọi là đức tin vì con người mà chúng ta gặp gỡ đó không đơn thuần là một con người trần thế nhưng đó là một vị thiên chúa làm người là logos lời vĩnh cửu của thiên chúa và là chính Thiên Chúa Logos đó đã trở nên người phàm. Nói như Thánh Gioan tông đồ. Và quả thật đức tin là ân ban. Là một quà tặng vô giá vì nhờ đó mà kẻ tin nhận được ơn cứu sống. Không có ân ban này, chúng ta mãi mãi sống trong u tối và xa cách với thiên chúa là nguồn mạch sự sống và hạnh phúc của chúng ta thế nhưng thưa anh chị em hồng ân đức tin chỉ thực sự mang lại hiệu quả khi chúng ta hoàn toàn tín thác trọn vẹn cuộc sống của chúng ta vào bàn tay yêu thương của thiên chúa sự tín thác này đòi hỏi chúng ta đi ra khỏi cái tôi chính mình bởi cái tôi là thành trì ngăn cản chúng ta đến gặp ân sủng thiên chúa vâng cái tôi luôn loại trừ dẫn thân mà chỉ là đòi hỏi cho những quyền lợi vị kỷ trong khi đức tin thưa anh chị em là một hành trình dẫn thân để đến gặp gỡ với đấng mình tin một cuộc gặp gỡ để thanh luyện con tim và khối óc của mình để hoán cải hầu có thể đáp ứng yêu cầu của đức tin nói như đức giáo hoàng benedicto thứ 16 đức tin là ra đi khỏi chính mình để gặp gỡ với một đấng thật gần gũi một đấng đỡ nâng chúng ta tặng ban cho chúng ta một tình yêu bất hóa vượt lên trên mọi sự gặp gỡ bất cập trong cõi nhân sinh một tình yêu không những khao khát vĩnh cửu mà còn mang lại vĩnh cửu. Người đàn bà xứ Cana đã được hoán cải từ một hành trình đến gặp Đức Kitô vì đứa con gái. Bà đã trở thành một người khiêm cung, nhận ra sự hèn kém của mình để việc van xin sự cứu chữa không còn là một lời nài xin đến một sự thương hại nhưng là một lời kêu cầu đến lòng thương xót của một đấng mà bà đã nhận ra rằng chỉ có Ngài mới có thể cứu con bà. Đó không phải là lời van xin của bà, nhưng đó chính là lời van xin của tình yêu, một lời van xin tín thác vào lòng thương xót của đấng mà bà gặp gỡ. Bà đã được hoán cải vì bà đã tin thưa anh chị em Quả thật là kỳ diệu về cuộc gặp gỡ giữa tình yêu và đức tin Người đàn bà xứ Cana đến gặp Chúa vì tình mẫu tử Và Chúa Giêsu đã chữa con gái của bà lanh mạnh Vì tình thương dành cho bà bởi bà đã tin Lạy Chúa Trong cuộc hành trình trên đường về nhà cha đức tin là đuốc sáng chỉ đường nhưng đức tin chỉ cháy sáng khi chúng con thực sự tín thác vào chúa một sự tín thác vì lòng mến yêu để được như thế xin chúa giúp chúng con nhận ra rằng lòng mến yêu chỉ có được khi chúng con luôn luôn tìm gặp chúa cũng có nghĩa là chúng con phải ra khỏi cái tôi ích kỷ của mình Đừng để đức tin chỉ là phương tế phục vụ cho những nhu cầu riêng tư của chúng con. Nhưng đức tin phải là cách thế để chúng con gặp được Chúa, đối thoại với Chúa, lắng nghe tiếng Chúa và bước theo thánh ý của Chúa. Ước gì trong tâm tình của người phụ nữ mà đoạn tin mừng chúng con vừa nghe, giúp chúng con học được bài học khiêm cung và hoàn toàn tính thác vào chúa amen